An Hỷ chào mừng quý bà con cô bác quay trở lại với kênh Nhật Nam TV. Thưa cả nhà mến thương mình ơi, thì hiện tại em Nam đang có mặt ở bãi sau biển Vũng Tàu. Và như quý vị khán giả thấy, đây là cái bãi biển vào buổi sáng ngày thứ bảy hôm nay nè cả nhà. Cũng bắt đầu là có một lượng đông du khách kéo tới. Và cái điều đặc biệt trong cái nội dung video ngày hôm nay muốn chia sẻ với quý vị khán giả là cũng ngay bãi biển sau biển Vũng Tàu thì vào buổi sáng sớm thì có rất là nhiều người đang khai thác hến sò biển hay như thế nào đó, rất là đông rồi cả nha. Và cái công việc này dường như là thấy tấp nập người tới để là chở những cái bao sản vật đi. Và em muốn tới là quay cho quý vị khán giả xem, không biết là họ bắt những cái con gì, họ khai thác những cái con gì ở đây cả nha. Thấy để một bao luôn nè. Đây có cái anh chuẩn bị anh đi đây, mình hỏi thăm anh. Anh ơi em chào anh, cái này mình chở con gì anh? Con ốc hả? Con ốc. Ốc gì anh? Cá bay á. Cá bay hả? Đây nè cả nhà. Có vẻ là như là những cái con để mình sẽ coi thử những cái con này như thế nào, họ khai thác mà một bao luôn cả nhà. Và quý vị khán giả để ở phía trước kìa, đã có chỉ cái khu vực này thôi là có khoảng 5 ngư dân đang là khai thác ở ngoài biển. Anh ơi, con cao bay là con như thế nào anh? Dạ. Con cao bay là con như thế nào cho em? Những cái con nhỏ như thế này á. Con này thì mình làm món gì anh hả? Về cho tôm ăn. Vậy có nghĩa là họ khai thác cho tôm. Đây là con ca bay đây cả nha. Và có những cái xe của những cái anh này là anh chở những cái bao á đi liên tục tập kết lên phía bên trên bờ. Lúc nào cũng lấm lem nước, cả nhà thấy không? Những cái bao được tập kết ở dưới bờ biển trước nè. Rồi từ những cái bao được tập kết như thế này nè, thì họ di chuyển lên bờ, rồi ở trên bờ lại có xe chở đi. Cho tôm đây, anh trai đang kéo một cái túi vào và nãy giờ có nghĩa là cái chú này nè ở dưới đó sẽ dùng cái vợt đó để là wow ở dưới lòng cát, cứ đẩy như thế và cái cát thì sẽ trôi ra ngoài. Còn những cái con cá bay này á thì nó vẫn còn nằm lại ở phía bên trong đó. Rồi người ta sẽ là khi mà đầy cái vợt đó thì người ta sẽ là có một người xuống dưới kéo em lên như thế này. Đây nè, đây hồ nước biển. Oh my god, ướt quần à. Đây là một cái túi mà người ta đãi ở phía dưới đây lên, thì đây là con cá bay. Và anh ấy kéo cái túi kia đầy cụp luôn rồi cả nhà. Dạ chú biết con này ha. Nuôi cá, nuôi heo, nuôi tôm ha. Heo cũng ăn con này luôn ha. Ủa anh, như cái này mình bán ký hay bán bao anh? Một bao nhiêu anh?
60-70 ngàn. Ồ, một bao 60-70, 10 bao thì 600, 100 bao á thì 60-70 triệu. Trời, một ngày một người đãi 100 bao thì quá trời tiền luôn. Anh Nam nói vậy thôi chứ làm sao đãi nổi một buổi sáng cả trăm bao. Em thấy dường như là đãi chỉ có buổi sáng thôi cả nhà. Đây nè. Nhưng mà khoảng 10 người đó thì có thể đãi được 50 bao 3 triệu. Người 300 làm việc một buổi sáng thôi. Ok, giờ này là mấy chú bắt đầu vô rồi. Giờ này bắt đầu vô rồi, kéo vào rồi. Trưa nắng quá. Những cái con này ở ngoài biển mà cứ nước á nó đánh vô bờ liên tục rồi họ đãi như thế. Ngày hôm nay biển thật sự đẹp. Hứa hẹn với quý vị khán giả buổi chiều nay chắc chắn sẽ rất là đông khách. Ồ, bãi biển buổi sáng quá tuyệt vời.